giúp anh ảo.vn Acclickbun giá rẻ, chất lượng uy tín, tự động. Đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi. Uy tín, chất lượng, giao dịch hoàn toàn tự động. Chỉ có tại shopanhảo.vn. shopanhảo.vn. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Nagarut. Nhưng mà tem bạn có một điều rất là hot nha. Natalia tem bạn kiểu Quỳnh Chi, Cute. Đấy, ngày xưa có một cô bé đặt tên là Quỳnh. Quỳnh bây giờ là rất là Cute. Người ta gọi là Quỳnh Chi, Cute. Đấy, có kẹo thơm các bạn ạ. Úi giời ơi, mới vào tôi là phải chào hỏi nhau hả giả? Cái gì vậy trời? Mới vô mà tiếng giả là tiếng hôm rồi đó. Quá rồi đó. Úi trời ơi, mới vô thôi mà làm gì đó mà căng. Mới vào đã hỏi ngay luôn rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Nagarut. Mình sẽ đi truy sát nhá. Sao anh à? Đấy, làm clip theo yêu cầu. Đó, gái hả hỏi xem là trai hay là gái. Mình có biết được mình truy sát này. Thấy mấy em gái làng hóa của mình nó cứ gọi là không thể đứng yên một chỗ được. Bắt buộc là phải truy sát thôi. Hợp lý không? Các bạn thấy hợp lý không? Mới ngày hôm qua đọc comment một cái thôi chứ em nghĩ em là ai hả, em là gì hả, phải cả lều ạ à? Anh hả, chứ anh nghĩ em là gì hả? Gái thì nói đại là gái đi, cứ bây giờ nghĩ này nghĩ nọ nhức hết cả đầu ra luôn á. Thích quá ê. Hôm qua thì mình có đọc một lời comment, đó chính là một bạn đấy bình luận, đó chính là lâu rồi không thấy anh làm clip truy sát cũng như là choi tem bạn đấy, sao chửi em hả? Anh có nói cái gì đâu. Mình có nói cái gì đâu. Đấy, hợp lý không? Tất cả cúc ra để cho tôi thể hiện. Hãy xem tôi đây, lên trời. Quân chơi ơi, hãy à. Lấy lè là phải hấp riêng em mày luôn. Hấp, cái thằng ra này, nó lại khốn nạn, nó biến thái, nó vừa thế chứ. Đúng không các bạn? Trời ơi, mỡ đến răng đến miệng mèo rồi. Em làm đủ tình, đủ kiểu, các thứ qua ra điểu. Chạy vào sờ mông sờ má cái rồi chạy này này. Muốn tán gái là phải thể hiện cái tài năng gọi là chém tem bạn đỉnh cao thì gái nó mới khoái. Vì thế lên trận này mình sẽ truy sát vị tướng Natalia tem bạn nha. Hợp lý không? Hợp lý. Mới hôm qua comment rồi là không làm clip truy sát, hôm nay là có luôn. Đấy. Ủa, lỗ tay à? Bình tĩnh nha. Hay là bây giờ mình hỏi bạn gọi là Natalia coi. Đó, lấy le với gái là phải chiều gái đúng không? Đánh cẩn thận vào hả? Lại còn đánh cẩn thận vào à? Bạn lại cứ thế. Bây giờ mình sẽ thử hỏi vị tướng Natalia tem bạn xem nào. Bây giờ bạn ấy muốn người nào chết, đúng không? Bây giờ hỏi bạn ấy xem nào. Bạn ấy muốn người nào chết? Đó. Yêu anh không? Đó. Đúng không? Em muốn. Đây là mình sẽ chơi theo cái kiểu gọi là đẳng cấp chưa từng có xuất hiện trên kênh của mình luôn. Đó. Em muốn tem ai? Tem em ai chết trước hả? Không biết hả? Em bây giờ em cứ muốn nói người nào chết đi. Nói một câu thôi. Đấy, dầu sôi lửa bỏng. Anh cũng băng qua, ý lộn anh cũng lao vào. Đấy, quên lên đúng không? Hợp lý. Triệu dân anh yêu hả? Ủa anh yêu gì? Tôi đang hỏi Natalia tem bạn mà. Quỳnh Chi Cute mà. Thằng rừng tem em đó hả? Được. Chuyện đâu còn có đó. Cái khó cứ để anh ảo lo. Ok em yêu. Ok anh tới đây rồi em ơi. Quên lên đâu? À đây, con hàng đây rồi. Con hàng đây rồi. Cứ bùa đỏ nó. Một khi mà đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai nhá. Một khi mà gái có thai đừng hỏi ai là bố cháu nhá. Đâu rồi, quên lên ơi. Ôi dạ, cố gắng lên, chạy đi. Không có chiều cuối thì em xin rồi. Ôi dạ, tăng hình. Để đi đâu còn sâu này. Rất nhanh và gọn và lẹ. Đó là những cái pha xử lý tinh tế của anh ảo đẹp trai. Ôi giời ơi, các bạn nó kéo thêm một bầy vào. Tính làm gì tôi? Mấy bạn muốn làm cái gì tôi? Địch lực khốn nạn biến thái quá trời luôn. Lờ mẹ hai đứa bay. Cái gì vậy? Căng quá vậy? Căng cái gì vậy? Về mà chịch nhau. Úi giời ơi, vớ mồm. Cay rồi. Ok. Rồi ơi. Ủa sao ghi chứ ok em mà xong thấy là hiện lên vậy. Đó các bạn thấy không? Thấy không gắt không? Bây giờ mình sẽ chuyển hướng được truy sát vị tướng Quê Len nha. Theo yêu cầu của em gái. Đấy, làm clip truy sát theo yêu cầu. Hỏi tâm bạn xem mà yêu cầu truy sát người nào. Theo yêu cầu luôn. Theo yêu cầu giết nó tiếp anh hả? Trời ơi anh ảo mà. Trời ơi, một khi mà đã máu rồi thì đừng có hỏi nhá. Đấy, Quy Len tem bạn lại rất là lờ. Ý trời ơi,
vỡ mồm chớ sờm các bạn đây. Hay không, quái lắm. Các bạn xem clip của mình cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Anh yêu sao dậy hả? Vãi cả này sao dậy hả? Này thì quy len. Gheo không? Các bạn thấy ghê gớm không? Thấy không? Quyền lực của con gái nó mạnh mẽ và đáng sợ không? Đấy, nó là gọi là vui quá hả? Vãi cả trưởng vui à. Đây, hôm nay mình sẽ thể hiện cái tài năng là tán gái cho các bạn xem nha. Đúng là anh ảo không khác. Đây, chơi game cũng tán được gái. Cái này người ta gọi là chất lư như cụ từ. Nó nói xấu anh kìa hả? Đậu xanh, thằng nào nói xấu? Thằng quê nào nói xấu? Mày làm sao? Bây giờ làm sao? Hả? Đại hội thả thính à? Thả thính cái con khỉ. Úi giời. Úi giời ơi. Quy Len đang bạn đâu rồi? Bay vào đây. Giết Quy Len luôn. Hãy xem ta đây. Trời ơi, chạy đi. Úi giời vỡ mồm. Quy Len không chết mà Hayate thế mà. May cho bạn Quy Len đấy nhá. Chút xíu nữa thôi thì mình cho bạn ấy sấp mặt luôn rồi. Hôm nay có vẻ chơi Nagarot vẫn chưa mượt cho lắm các bạn ạ. Mình cảm thấy nó hơi sượng sượng làm sao ấy. Lâu rồi không chơi, hơi củ chuối một tí. Mong các bạn thông cảm bỏ qua. Đấy, nếu các bạn yêu thích mình cảm gầy vì đứa Nagarot thì comment cho mình biết để clip sau mình sẽ làm liền cho bạn xem nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chúc tất cả các bạn sức khỏe vui vẻ. Ôi giời, đọc cô cầu ngoại à? Bạn thích cầu không? Bơi vào đây mà cầu này. Ui, đồng thế. 2-1 không chuột cũng què. Chịu dưng nè. Sơi chịu dưng lục tầng 2 lục 1 khi mà đã máu ấy. Chạy đường nào. Trời ơi chất lư. Sao các bạn thấy sao? Hợp lý không? Chi sát Quy Len loài mồm ra luôn đã. Tán gái đó là cái nghề rồi các bạn ạ. Trời ơi Quy Len ơi. Ha, tao AFK. Cây cú quá AFK luôn kìa các bạn. Vãi cả lều à. Lưng lờ. Chọc chị nè em. Úi giời vãi cả lều. Cảm ơn anh đi. Đấy, tí nữa cho sờ mông sờ má cái nhá. Đấy, người ta không có công cũng phải có sức chứ đúng không? Đấy, nhổ cái gai trong mắt của em rồi. Em phải cho anh làm tí mới chịu được chứ nhỉ. Hợp lý. Đâu rồi, Quy Len. Bơi ra đây, bơi hết vào đây. Trời ơi, cướp bóc nó là cái nghề rồi. Cướp từ con bùa đỏ cho đến con bùa nhỏ. Cướp sạch sành xanh, cướp không còn gì. Em muốn ai chết? Đó. Bây giờ em muốn cứ nói đại ra đi. Cứ muốn thằng nào chết bây giờ, kể cả Hayate hay là Gindu hay là người nào cũng được á. Cứ nói một câu thôi, chuyện đâu còn có đó. Cái khó cứ để ta đây lo. Hãy xem ta đây. Hư nè, quéo cung cua nè. Úi ôi, hay vậy. Anh Quy Len cây cứu kìa. Cây cứu rồi, cây cứu rồi. Ức chế chứ bộ, đòi AFK luôn, tao AFK luôn. Tức quá các bạn ạ. Các bạn thấy mỗi khi mà mình làm clip chi sát là đem bạn có người cây cứu. Cây cứu mà quéo cung cua luôn á. Đừng đánh em hả? Ai đánh em đâu. Trời ơi anh mà. Thấy, một khi mà đã máu thì đừng hỏi bố cháu là băng chậu luôn ấy chứ. Ngán không? Ngán con rắn nào? Ôi ôi, đầu cô cầu bại này. Úi giời, sờ mông sờ má. Sờ mông cái coi làm gì mà căng. Mấy bạn lại cứ thế. Sợ không? Mấy càng co liền rồi chứ gì. Các bạn nào đang xem clip của mình thì nhớ cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Yêu anh không? Yêu hay không yêu nói một câu. Nếu em có yêu thì nói đi, ngại gì anh sẽ tha. Nhưng mà mình thấy bạn Natalia tem bên kia, bạn ấy có vẻ như là bạn ấy thấy nhiều dai nhắn tin quá. Đấy, bây giờ hỏi coi, đừng giết em hả? Bây giờ có yêu hay không yêu nó một câu này. Thế mày nói thẳng một câu này, không yêu thì nói không yêu này. Để mình truy sát luôn một lần này. Đó. Em không giết ai tem bạn đâu hả? Không, bây giờ mình phải chơi cái kiểu là chọn một thôi, đừng có mà gọi là hai tay ba anh là không được đâu nhá. Đấy. Từ từ bình tĩnh. Quy Len đâu rồi ta? Quy Len cây cú đâu rồi ta? Đấy, chi sát do vị tướng Quy Len tem bạn. Nó cứ gọi là ức con nhà bà chế cơ. Đã vậy Natalia tem bạn nó lại còn gọi là cửa ác. Ôi mai phục tôi hả? Hãy xem tới đây mày. Mai phục hả? Vô đây mà kiếm chú này. Chạy đây. Ái hộ, thôi xong rồi. Và từ đây ánh mắt nào hồn nhiên đến nào. Em nhà ở đâu thế? Cái gì vậy?
Cái gì vậy? Giết Quillen thôi, đúng không các bạn? Nè, Quillen tội nghiệp. Ê, 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 ê. Em ở Phú Yên à? Ê, Natalia ơi, đừng có mặt gọi là bắt cá ba tay như thế chứ, đúng không? Mình buồn thì làm sao? Mình buồn là mình chỉ sát luôn đấy. Không có kiểu gọi là kiểu giống như là gọi là đậu xanh mấy thằng này hút nạn này. Bây giờ mình hỏi thử xem Natalia có yêu không nè, không yêu nói một câu nè. Con hàng đâu rồi? Con hàng đâu rồi? Con hàng đâu rồi? Con hàng đâu rồi? Quillen đâu rồi? Thôi tha cho em đấy nhá. Mình là mình tiếm vị tướng Quillen tam bạn mình sờ mông sờ má cái thôi mà. Khó khăn quá trời luôn. Chắc chắn là Natalia với cả Quillen tam bạn chửi nhau các bạn ạ. Ủa, hết cả hồn nhá. Yêu lắm luôn đó hả? Vãi cả lèo yêu ạ. Hồi nãy dám giết ta hả con giời? Đấu với cả đầu gấu à? Sợ băng trụ giết người như một vị thần luôn. Đấy, đẳng cấp là đây chứ đâu. Các bạn thấy gọi là mạnh mẽ, đẹp đẽ, sạch sẽ không? Hợp lý không? Nếu mà thấy hợp lý thì nhớ like cho mình một phát nha. Quillen tam bạn này, đi đâu mà vội mà vàng? Đứng lại cho anh Hảo sờ hàng cái coi. Ê, đi đâu? Quillen ơi, anh tới với em đây. Hãy xem ta đây, hư nè. Đánh không cho ra khỏi nhà luôn cơ. Đấy, ăn con lính không xong cơ mà khổ. Ai em ca không? Quánh cho tem bạn quéo càng cua bây giờ vậy. Nếu chịu được được thôi. Đùa nhau à? Vãi cả lèo à. Bây giờ mình sẽ chơi được cả thằng kia. Ôi trời ơi, gái của tao đó. Mày tính tình gái với tao hả? Tao cười ỉa, vãi cả lèo cười à. Đùa nhau. Phải cả Ajati với cả Quillen tam bạn giành nhau AFK mọi người ạ. Sợ quá. Anh tới đây, tất cả cúc ra, hãy xem ta đây, một cân ba. Đậu xanh, chết nhanh thế. Máu của mình nhiều thế cơ mà. Anh đừng đánh em hả, đậu xanh nhà nó. Giành gái với tao hả bữa ấy. Xuống giành gái của mình kìa các bạn. Không phải đâu, Natalia này nó kiểu giống như là nó không chung thủy các bạn. Đúng không? Đậu xanh nói mình gọi là mắc công mò cua bắt ốc nuôi nàng. Bây giờ nàng lớn làng bỏ mình ra đi. Thằng kia đánh anh kìa, cả lèo đánh anh à. Sao mà tem mình nó nhiều ham gái quá vậy? Trời ơi, tôi nổi máu dê đã đành, tem mình nó cũng dê theo. Thằng thì Toro, thằng thì Ra, cái thứ gì đâu á. Thôi end game không có lật, ok luôn. Quýnh nó luôn. Sợ cái gì? Khoang nó luôn, nhưng ngán thì con rán nào. Nãy chỉ mình chỉ giỡn thôi mà, làm gì đâu mà căng nhờ. Mình chỉ giỡn chút thiếu, múa lửa bay bổng tung trời cho các bạn xem thôi. Ai ngờ, ai chịu dưng ơi. Vô đây, độc cô cầu bại. Cầu bại này, quánh cho bại cầu luôn. Bây giờ thế này chứ ở đây mà sao hả? Giết Quillen Dina hả? Giết chứ. Úi rồi. Đã hết cả hồn, đứng trong bụi luôn mà. Dám ngoại tình là anh hấp diêm cả em luôn ấy. Chứ đừng có nói mà là Quillen mà tha đâu nhá. Quillen là Natalia này xơi hết. Ai bảo ngoại tình chi, đúng không? Đã bảo yêu mình rồi mà cứ nhắn tin với dài khốn nạn nó vừa vừa đấy chứ. Làm gì thì cũng có phải có cái tình nghĩa chứ. Na sao anh giết em hả? Ai bảo, đúng không? Đúng không? Ai bảo ngoại tình chi, tôi quấn cho chết luôn á. Một khi mà đã máu rồi thì đừng có hỏi bố cháu là ai nhá. Mà một khi mà Natalia thì đừng hỏi, có trai thì đừng hỏi ai là bố cháu. Giết hết hả? Vãi cả giết hết à? Em đâu có hả? Ủa? Không hả? Sao thấy nhắn tin với giai hoài, mày đặt kêu không có. Cái này là cái gì hả các bạn? Vơ vẩn. Uầy, đau nhất tóc biến đến từ 2GT. 2GT bậc chiều cuối luôn, rước cả đáng sợ. Mình quay ra mình nhìn 2GT một cái, bạn ấy thấy mình trong buổi bàn với quang chiều cuối luôn. Bắn cái chiều một chiều quên. Úi dồi ôi, Ginu ơi, làm gì vậy? Này thì Quillen này, giết Quillen đúng không? Này thì hổ báo cáo trồn này. Sơi luôn, sợ cái gì? Ngán thì có rắn nào? Ê, anh ơi, anh gì đó ơi. Wow. Chạy đây. Đông quá trời đông luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chạy về mình ăn được con bùa đỏ phát nha. Bình tĩnh, các bạn thấy hấp dẫn không? Thấy cuộc chơi này có hấp dẫn không?
bây giờ chơi là làm clip theo yêu cầu của tem mình, ý luận các bạn comment rồi, còn là gọi là truy sát theo yêu cầu của Natalia tem bạn là cứ đây, nó cứ gọi là theo yêu cầu loài mồm luôn đấy, thế cơ mà, đây người ta gọi là chất lừ như củ từ nha các bạn, khó mà ai có thể làm được giống như mình đúng không? Thứ lứng Quy Len cay lắm rồi đó. Thật sự là Quy Len tem bạn rất là cay luôn. Hai ra tem bạn cũng cay nữa cơ. Bực mình thật đấy chứ. À, buồn cười thật đấy chứ. Em sờ lờ. Khốn nạn. Trời ơi, nó cứ nhắn tin anh em ở giám ngoại tình à? Hả? Giám ngoại tình hả? Được lắm, khá lắm Nadia. Mọc sừng rồi các bạn ơi. Đậu xanh nhà nó chứ. Nó dám giỡn mặt mình. Đâu có hả? Vẫn còn cãi kìa kìa. Trời ơi, nó nhắn tin với Giai như thế luôn mà mình kêu nó ngoại tình mà nó còn chối kìa các bạn. Nó nhắn tin với Giai như vậy luôn á. Nhắn tin với Giai như vậy luôn á. Khốn nạn. Em yêu anh mà hả? Điếu tin. Điếu tin nữa. Tính trận sau mình có thể gọi là chơi lại kéo ranh đấy. Nhưng mà thôi, cái này người ta gọi là không tin tưởng được các bạn ạ. Em yêu anh thôi hả? Trời ơi, tin làm sao được. Tin làm sao được. Đúng không các bạn? Có thật không? Yeah. Mình thì mình nguyên nghĩ không tin đấy. Nhưng mà đáng nghe là phải cho sờ mông sờ má cái đó. Kiếm chắc được một tí cái đã rồi mình bỏ cũng không muộn. Đấy là một những cái hành động gọi là trả thù những người cắm sừng mình. Hợp lý không các bạn? Nhìn bên kia cố gắng vờ lờ hả? Cố gắng chứ. Cuộc chơi mà phải cố gắng hết sức chứ. Được rồi, hai giờ tê, hãy xem ta đây. Trời ơi, đi đâu vậy hai giờ tê? Cố gắng này. Hồi nãy hai giờ tê tem bạn nó còn hỏi có AFK cùng không? AFK cùng không này. Cay quá các bạn ạ. Kiểu như ức chế quá đấy. Hỏi của em có ai AFK cùng không nữa cơ. Bựa vãi trưởng ra luôn ấy. Mình đang có ý định trong đầu đấy là trận sau mời lại Natalia nữa cơ. Nhưng mà thấy bạn này bạn chat kiểu này lăng nhăng quá các bạn ạ. Thôi bỏ đi ha. Úi dồi ơi, đi có mắc tường này. Mắc con nhà bà tường này. Đi đâu con sâu này. Tàng hình mà mình biết trước bà đấy sẽ di chuyển như thế nào nữa đấy. Úi dồi. Làm sao. Ai ôi đau quá. Ê. Làm sao. Bà muốn làm sao. Bác đi. Né chiêu nè. Úi dồi. Mê nhầy cái mất luôn cái nội tại của hết. Cái ấy của các bạn. Cay đấy nhở. Thôi em đánh nhà hả? Vãi cả lèo à. Bây giờ em nghĩ em quánh được không? Hết thời rồi em ơi. Ai bảo ngoại tình quá hả chị? Trận sau là chắc là mình nghỉ luôn các bạn ơi. Không mời bạn Natalia ở đâu. Không, lúc đầu là mình có ý định gọi là mời lại đó. Nhưng mà thôi, không chơi. Lăng nhăng quá. Eo gì đã bảo hỏi yêu anh không có. Mẹ nhắn tin với Giai ngập trời. Eo thì tin được. Thế mà mình nói tội cờ mờ mày. Quy Len vãi ra tê kìa. Tất cả cúc ra. Hãy xem ta đây. Hư nè. Đập luôn. Phang luôn. Quéo cung cung luôn. Giết luôn. Rồi xong tem bạn chết sạch rồi các bạn ơi. Như vậy là trận đấu của mình có lẽ sẽ đến đây là kết thúc bây rồi. Tại vì hiện tại tem bạn chỉ còn một mình vì tường ghi đu thôi. Và trận đấu sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều khi đã bỏ thời gian ra theo dõi clip của mình. Chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ. Các bạn thấy cuộc chơi này có hấp dẫn không? Nếu các bạn muốn mình làm những clip truy sát tán gái hay là cho tem bạn thì đừng có ngại ngùng mà hãy bình luận ở bên dưới phần bình luận video clip mình của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hãy like, đăng ký kênh và comment để ủng hộ mình. Bạn nào muốn mua nick thì vào shop anh hảo.vn mua để ủng hộ mình nha. Bye bye.